Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Emicha đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một tựa game trên điện thoại, đó chính là tựa game The Battle Cat. Thì đây là một tựa game về mèo rất là hay luôn. Bạn nào mà muốn chơi thì các bạn có thể tải trên CH Play hoặc là App Store để chơi nha. Game này mình sẽ điều khiển những chú mèo để đi xâm chiếm cả thế giới. Cốt truyện có vẻ hấp dẫn đúng không nào? Thì ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên kéo xuống phần mô tả. Ở đó có những cái link dẫn đến các trang mạng xã hội của mình như là TikTok, Facebook, và Instagram. Các bạn nhớ cho mình một follow nha. Mình có một cái nhóm trên Facebook có tên là Vườn Bơ Siêu Quốc Tê của em Chan. Các bạn hãy tham gia vào đó để gửi fanart cho mình cũng như là đóng góp content mà mình nên làm nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu với The Battle Cat thôi nào. Ok, thì màn đầu tiên chúng ta sẽ đánh chiếm Hàn Quốc trước nha. Game này cách chơi tựa tựa như là game Planet Zombie các bạn, game trồng cây bắn ma ấy. Là mình sẽ dùng những chú mèo này để mình tấn công đối thủ, sau đó mình phá nhà của nó. Ok, đây là hướng dẫn. Thì mình sẽ dùng tiền để mua những con mèo. Ủa sao con mèo của mình nó tròn tròn nhìn ngộ ghê ha. Mình đang cho con mèo của mình chiến đấu với cái con chó nè. Ây da, sao nó mạnh dữ vậy. Cho thêm một con nữa nè. Mình sẽ chiến thắng khi mà mình phá được cái thành của nó. Thành của nó chỉ có 500 máu thôi, thành của mình tới 1.000 máu lận, cho nên là mình không cần phải sợ. Mình nghe nói là sau này có thể mở ra được nhiều những con mèo VIP Pro đặc biệt khác, rất là thú vị luôn. Yeah, mình đang phá nhà của nó, cố lên nào. À, đây là cái súng của mình có thể bắn để đẩy lùi kẻ địch. Nhưng mà hiện giờ thì mình đang thắng thế cho nên là mình cũng không cần sử dụng cây súng này lắm. Ngoài ra thì mình có thể nâng cái kỹ năng này để giúp cho tiền của mình kiếm được nhanh hơn và nâng cái hạn mức tiền mình đang giữ hơn. Ok. Một con mèo của mình chỉ có 50 xu thôi, khá là rẻ ấy, cho nên là mình chịu hồi rất là nhiều mèo luôn. Trời ơi, các bạn hãy tưởng tượng một ngày nào đó con mèo của bạn biết đi xâm chiếm cả thế giới xem. Thật là đáng sợ. Vậy nên các bạn hãy cất kỹ sổ đỏ nha. Nếu một ngày cái sổ đỏ của bạn biến mất cùng con mèo của bạn thì các bạn biết ai lấy rồi đó. Vậy là mình vừa xâm chiếm xong Hàn Quốc rồi. À, đây là quà đăng nhập mỗi ngày. Mình đăng nhập thêm 29 ngày nữa mình sẽ được con mèo đi xe đạp. Trời, nhìn buồn cười ghê luôn á. Trời đất ơi, game này game offline mà cũng có nạp tiền nữa hả? Oh my god, thôi phận nhà nghèo như mình thì không nạp đâu. À, mình đã mở khóa được con mèo mới nè các bạn, mèo Tank Cat. Và mình đã có hai con mèo rồi. Và mình cũng sẽ nâng cấp cho nó mạnh hơn nha. Ngoài ra thì ở đây còn có nâng cấp súng gì từ lưa luôn nè. Nhưng mà hiện tại thì mình hết tiền rồi, cho nên là mình sẽ để dành nha. Ở đây thì có nhận thêm cat food nè. Ok, thì mình sẽ đi xâm chiếm thế giới tiếp nha. Nước tiếp theo không biết là nước gì đây. À, thì ra cat food là dùng để nâng cấp những thứ này. Ok, hiện tại mình chỉ có 50 thôi, không đủ để nâng cấp gì cả. Mình sẽ xâm chiếm Mongolia, có nghĩa là Mông Cổ nha. Ui, cái thành của Mông Cổ nhìn dễ thương quá nè. Có chút xíu à. Lần này thì mình đã mở khóa con mèo mới là con mèo Tank Cat. Thì mình nghĩ là chức năng của nó sẽ là tăng đỡ đòn ý. Nó sẽ trâu máu hơn chăng. À, lần này mình thấy có quái mới xuất hiện nè. Là con rắn nè. Ui, nó cạp khá là đau ý. Ây da, ai cho mày tấn công mèo của tao. Mình ráng để dành để mình chịu hồi cái con tăng ra.
Trời đất ơi, nhìn nó dài sọc như mắc cười quá à. Vừa mắc cười vừa thấy cưng nữa. Nhìn như cục gom ý. À, mình có cây súng mà nè, mình sẽ sử dụng nó cho các bạn xem nha. Ui, mạnh lắm luôn ý. Cái cây súng này bắn một cái là chết hết luôn. Được ra một lát mình có tiền mình sẽ nâng cấp cây súng lên nha. Rất là mạnh luôn. Con mèo tanh của mình có vẻ như là máu nó trâu hơn mấy con mèo bình thường ý. Cho nên là mình sẽ ưu tiên nâng nó lên. Cố lên nào, nhà của nó chỉ còn có 100+ máu thôi. Sẽ sớm thôi, mình sẽ giành chiến thắng. Và yay, thắng rồi. Mình đã xâm chiếm được Mông Cổ. Ui các bạn ơi, ở đây có con mèo lạ chưa nè, The Cat God, con mèo chúa các bạn ơi. Mà nó tới 2000 XP lận, mình mới có 1900 thôi. Cây thế nhờ, cho nên là mình sẽ đi xâm chiếm tiếp để mình kiếm XP để mình mở cái con mèo The Cat God nha. Ui, trông khá là hấp dẫn đấy. Mình sẽ xâm chiếm Trung Quốc nào. À, bây giờ nó đổi công trình thành quản lý trường thành nè. Ui, rất là hay luôn. Và quãng đường hình như là nó cũng xa hơn nữa. Yeah, vậy là mình có thời gian để mình tích tiền để mình chịu hồi con mèo tăng ra rồi. Mà ê, mình cảm giác như là nó đang ăn gian mình hay sao á. Mình mới chịu hồi được có con mèo chút xíu à. Nó chịu hồi ra nguyên một cái đội quân luôn. Trời đất ơi, chơi vậy ai chơi lại. Nhưng mà không sao, đã đến lúc con mèo tăng của mình xuất trận rồi. Oh no, nó đã giết chết một người bạn mèo của mình rồi. Ừ, tụi mày sẽ phải trả giá. Đây, cho ăn đạn đi. Trời ơi, công nhận là cái súng của mình nó mạnh ghê luôn á. Bắn một cái là chết hết luôn. Trời đất ơi, đang chơi game mà Shopee gì giờ này. Các bạn thông cảm với mình nha, lâu lâu có thông báo xàm xàm gì á. Và mình đang lấy lại lợi thế rồi. Này thì ăn gian này. Những cái ăn gian thì sẽ có những kết cục không hề đẹp chút nào đâu. Cho nên là chơi đàng hoàng đi, đừng có ăn gian nữa nha. Yeah, mình đang phá nhà của nó. Nhà của nó cũng chỉ có 500 máu thôi. Mình sẽ đập nhanh thôi. Mình sẽ chịu hồi càng nhiều mèo càng tốt, để mình có thể đập nhà của nó nhanh hơn. Và mình sẽ lấy XP để mình mở khóa được con mèo The Cat God nha. Con mèo chúa, mình tò mò là nó có khả năng gì. Mà mình nhìn thấy nó ngầu lắm luôn ý. Yeah, và mình đã thắng rồi. Mình mở khóa được thêm mèo mới luôn nè. Để mình mở xem là con mèo gì. À, nó là con mèo rìu. Ok, ngầu đấy. Ok, bây giờ mình sẽ mở con mèo The Cat God nha. Bây giờ mình có thể gọi được con mèo này ra để giúp đỡ mình đánh nhau luôn. Được đấy. Ngoài ra thì mình có thêm một con mèo rìu nữa. Mình sẽ nâng cấp nó lên level 2 luôn nha. Ok. Và chúng ta sẽ xâm chiếm Thái Lan thôi nào. Mình sẽ thử khả năng của hai con mèo mới như thế nào nha. Bạn có tin vào Chúa không? Hãy bấm vào đây để kêu gọi sự giúp đỡ từ Chúa. Hãy tin vào pháp thuật. Trời đất ơi, Chúa 6 mũi luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy luôn á. À, Chúa sẽ giúp đỡ mình nhưng mà free lần đầu thôi. Lần thứ hai thì sẽ tính phí. Ok ok, để mình thử xem nha. Mình yêu cầu rồi, coi làm gì. What the hell? Trời đất ơi, hài dữ vậy. Ok, chụp lại ảnh này làm thumbnail liền. Chúa chịu hồi rất là nhiều mèo ra giúp đỡ mình luôn nè. Mát cái này luôn nè. Và mình có thể chịu hồi mèo lia lịa luôn. Ủa, mạnh lắm luôn á. Được, I like it, mình thích rồi đó nghe. À, chỉ giúp đỡ cho mình khoảng 60 giây thôi.
sau 60 giây thì nó sẽ mất hết tác dụng. Không sao, 60 giây đã là quá dài rồi. Và mình sẽ giành được chiến thắng nhanh chóng. Yeah! Thú vị ghê các bạn nhờ. Mình được tặng thêm 2 nền XP nữa. Ok. Mình sẽ nâng cấp súng lên tại vì cái súng rất là mạnh luôn. Ok, nâng cấp hết trơn rồi. Mình giàu mà. Mình có rất là nhiều XP luôn. Ê, mấy cái này nâng lên luôn đi. Ok, mình đã nghèo trở lại rồi. Mình sẽ tiếp tục hành trình xâm chiếm thế giới của mình. Tiếp theo mình sẽ xâm chiếm Campuchia. Lần này tốn tới 10 năng lượng lận đó. À, biểu tượng của Campuchia là cái tượng đá kia kìa. Mình cũng không biết nữa, tại mình chưa đi Campuchia bao giờ. Các bạn nào mà đi Campuchia thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Mình cũng không biết cái tượng đá đó là cái gì nữa. Hoặc là lúa quá đi thôi. Lần này nó đã nâng cấp lên là 750 máu rồi. Hơn một xí. Nhưng mà không sao, mình sẽ giành chiến thắng được thôi. Công nhận là bên đó có quân địch là con rắn mạnh ghê luôn ý. Ơ kìa, nó cắn chết cái con tanh của mình rồi. Không sao, đã đến lúc con mèo rìu của mình ra tay rồi. Ui, công nhận là cây súng mình mới nâng cấp nó mạnh thiệt luôn ý. Bắn một cái là chết hết trơn luôn. À, bên đó có quân địch mới kìa các bạn. Mấy con người que kìa. Mà nó đánh nhau kiểu gì vậy trời, nhìn không có một miếng sát thương nào luôn á. Mấy con rìu của mình khỏe thiệt luôn ý. Nó bổ một cái là nát đầu liền. Yeah, và khi mà mình nâng cấp thì chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về mình thôi. Yeah, được thêm 2200 XP nữa. Mình sẽ tiếp tục đánh luôn. Tiếp theo là Philippines. Ui, cái game này nhìn đơn giản vậy thôi chứ mình chơi một hồi là mình bị cuốn vào luôn ý. Mình rất là khuyến khích các bạn nên tải game này chơi thử nha. Thấy rất là vui luôn ý, mặc dù mình chỉ chơi offline có một mình thôi. Mình mong là sau này mình sẽ có chế độ online ý, mình sẽ đem mèo của mình chiến đấu với những người khác. Như vậy sẽ rất là vui luôn. Ôi trời ơi, mới vào thôi mà sao mà đông dữ vậy nè. Làm sao mà tôi tiếp được hết đây. Mình định chừa tiền để mình chịu họ con mèo rìu ra ấy các bạn. Tại vì nó rất là mạnh luôn. Bổ nhát nào là thấm phát đấy. Nhưng mà có vẻ như là mình cần phải chịu họ mấy cái con tôm tép này ra để đỡ đạn câu thời gian cho mình rồi. À, mình có cây súng rồi nha. Ok, mình đã chịu họ ra được con mèo rìu. Tụi bay chết chắc rồi. Hai con mèo rìu luôn. Thấy không? Bổ hai ba cái thôi là cái con rắn nó chết ngắt luôn. Bây giờ mình mới để ý là cái thành của Philippines là một cái nải chuối. Thôi đất ơi. Cho thêm nhiều mèo rìu ra nữa nào. À, bây giờ mình mới để ý là cái con mèo rìu của mình bị chột một bên mắt các bạn. Nhìn ngầu ghê luôn ha. Ngầu mà còn mạnh nữa chứ. Ai mà chịu nổi. Và yeah, mình lại tiếp tục thắng nữa rồi. Và lần này là mở được một con mèo mới luôn. Để mình xem. À, đây là mèo ninja. Ok, mở luôn, 50 cap food. Mình sẽ nâng cấp con mèo này lên luôn. Có nhiều nâng cấp hết nhiều luôn. Yeah, level 4 luôn. Và mình hết tiền luôn. À, mình còn đủ để nâng con tanh lên nè. Ok. Ok nha. Mình sẽ lắp cái con mèo ninja vô. Mình sẽ tiếp tục hành trình xâm chiếm thế giới. Lần này là xâm chiếm Nhật Bản nha các bạn. Đây là vùng đất của những chúa tể Wibu. À, biểu tượng này nhìn quen quen các bạn.
Mình biết cái này nè, đây là người phụ nữ gây xa. Ok, để mình xem lần này cái con ninja của mình có mạnh bằng con mèo rìu của mình không nha. Thì mình thấy mèo rìu rất là mạnh luôn rồi đó. Lần này cái thành của nó khá là trâu các bạn ơi, tới 2400 máu lận. Nhưng mà không sao đâu, trâu thì đánh lâu cũng chết thôi. Cố lên, mình sắp đủ để chịu hồi con mèo ninja ra rồi. Ê, mèo ninja. Ui, có cái tướng đi kìa, trông như là Naruto. À, con mèo này dùng kiếm để chém. Ui, cũng mạnh hết á. Cũng ngang ngửa con mèo rìu luôn. Ok, mình hết rồi đó. Hoặc là không uổng công bỏ 50 cap food ra để mở khóa con mèo này. Chém cũng nhanh nữa. Cho thêm một con nữa ra xem nào. Ui, nó chém cái thành kìa, như là chém chuối luôn. Oh my god, nó có boss các bạn ơi, con hà mã. Ui ui, bự dữ vậy hả? Chết rồi, không ổn rồi. Nó đang ăn thịt mèo của mình. No, mình phải làm gì đó. Cho thật làm nhiều mèo ninja ra nào. Chém mấy cha nó. À, mình có thể nhấn giữ để xem được thuộc tính của những con mèo của mình nè. Từ đó thì mình sẽ đưa ra chiến thuật. Nhưng mà giờ thì mình có khá là nhiều ô trống ấy, cho nên mình cũng không cần chiến thuật lắm. Có con gì thì mình cứ bưng con đó vô đánh thôi. Yeah, cái con hà mã đó đã chết rồi thì tụi bay xong rồi nha. Ui, nghe tiếng cái tụi ninja chém cái thành kìa. Đã gì đâu luôn ấy. ASMR chém trụ kiểu. Xong, tưởng gì, còn gì khó hơn không? Ui các bạn, mình phát hiện ra là game này có chức năng gacha nữa. Hèn chi nó có nút nạp các bạn ơi. Có thể các bạn không biết, có một con quỷ mang tên là con quỷ gacha. Nó rất là hút máu luôn ý. Cho nên là mình không nên dính vào mấy cái vụ này gì hơn. Có cái gì free thì mình quay thôi, chứ mình không có nên nạp tiền vào đây. À, mình quay ra được con mèo cá nè các bạn. Nhìn mắc cười ghê luôn á. Mình sẽ sử dụng nó luôn. Ok, để lát mình mang nó thử vào để đánh xem nó có khả năng gì nha. À, bên đây mình có thể quay được nó nè. À, đây là bé VIP. Mình có thể quay ra được những nhân vật anime trong này luôn nè. Úi xùi, ui. Nhìn ít ít thôi, nhìn nhiều quá kẻo nghiện đấy. Ok, mình có một vé, mình sẽ quay luôn. À, mèo robot. Ngộ nghĩnh nha. Ok, mình đã có hai con mèo mới, mèo robot và mèo cá. Giờ mình sẽ vào test thử nha. Ồ, có một con mèo mới nữa nè. Con mèo trứng dài. Oh my god. Giờ mình đã có 3 con mèo mới. Mình sẽ thêm nó vào và vào trận test khả năng của nó nha. Ok, bây giờ mình sẽ xâm chiếm nước Úc nha. Let's go. Mình tự hỏi nước Úc thì biểu tượng của nó là gì ta? Chắc là không phải những con nhện khổng lồ đâu he. Trời đất ơi, nghĩ tới thôi là đã ớn lạnh rồi. À đúng rồi, nước Úc có koala. Ngoài, con koala rất là dễ thương. Tại sao mình lại nghĩ tới nhện nhỉ? Bây giờ mình sẽ test khả năng của 3 con này. Đầu tiên là con mèo robot 200 cành, con mèo chân dài 400 cành và con mèo cá tới 800 cành. Ôi dồi ôi, đắt thế nhờ. Đến khi nào mình mới mua được đây? Oh no no, mình phải cho mấy con mèo tăng ra thôi. Không hồi nó phá nhà mình mất. Mình mà thua là mình không có cơ hội chịu hồi mấy cái con mèo của mình ra đâu. Tạm thời mình cứ đưa mấy cái con quèn quèn này ra để hữu thế được rồi. À, mình đã chịu hồi được con mèo robot rồi. Để xem nó làm gì nha.
nó bắn tên lửa. Được á, cũng khá là mạnh. Tiếp theo mình sẽ đợi và chịu hỏi cái con mèo chân dài này sắp đủ rồi. Đây, xuất hiện đi. Mèo chân dài. Trời đất ơi, cái chân nó kìa. Nhìn như mấy cái que củi. Mèo Slenderman hả? Cao dữ vậy. Trời ơi, nó giả một giả cái nhà kìa các bạn ơi. Được, mình thấy con mèo này cũng mạnh nữa. Bây giờ còn một con mèo cuối cùng mình chưa biết khả năng, đó là con mèo cá. Nhưng mà nó mắc lắm luôn á, tới 800 cành lận. Cho nên là mình phải nâng cấp cái này nhiều nhiều lên mới được. Hiện tại thì mình đã có cây súng rồi. Nhưng mà nó chỉ bắn tới đó thôi. Cho nên là mình sẽ đợi mấy cái con người que đi qua cái mức này mình sẽ bắn nha. Oh no, mấy con người que nó giả chết cái con mèo chân dài của mình rồi. Mau bắn súng đây nào. Oh no, bây giờ sao cái súng của mình nó yếu ấy nhờ. Bắn bây giờ nó không chết nữa. Oh no, no no no, chết rồi. Đập nhà mình mất, sao mà đông dữ vậy nè. Bây giờ đợi con mèo chân dài ra chắc là banh nhà luôn á. Cho nên là mình sẽ cho con mèo robot ra nha. Con mèo ninja nữa, mau ra đi. Tại vì con mèo ninja nó chém khá là nhanh ý. Cho nên là nó tiêu diệt địch cũng rất là nhanh luôn. Cho nên là con mèo ninja ra là hợp lý rồi đó. Và mình đã đủ tiền chịu hồi con mèo nửa người nửa cá rồi. Trời đất ơi, nhìn nó ngộ ghê luôn á. Cái mặt nó hài chưa kìa. Ui, nó cạp hả? Ghê vậy. Ui, nó cạp đau ý các bạn. Nó cạp hai cạp con chó chết queo luôn kìa. Được á, cho thêm một con ra nữa. Này thì cái tội phá nhà người ta này. Và đó chính là tựa game The Battle Cat. Mình thấy trong game này có nhiều con mèo ngộ nghĩnh và rất là vui luôn. Thì bạn nào muốn chơi thì các bạn có thể lên App Store hoặc là CH Play để tải game nha. Thì ok, video của mình đến đây là đã hết rồi. Nếu như các bạn thấy hay đừng quên để lại một like, một share, một comment cho mình nha. À đừng quên nhấn nút subscribe để giúp cho channel của mình mau chóng đạt được 10.000 subscribe nhanh nhất có thể nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình Lê Mai Chanh xin chào và hẹn gặp lại.